đứng top cao thôi, nhưng mà V Gaming họ đã làm được. Chạy. Máu đi anh bắn chết. Mày cuốn máu đi. Chào các bạn ơi, và chào mừng tất cả quý các bạn đến với giải thi đấu Thần Đồng One Shot Việt Nam của chúng ta. Và đây sẽ là kèo thi đấu giao lưu giữa vị trí của Học Mõm. Và Học Mõm chính thức, tôi cho Học Mõm lên mức danh kim cương cho giải đấu. Hello TK Sói nhá, anh tìm em hết cả buổi tối bây giờ em mới xuất hiện. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu giao lưu giữa Hùng Akira và Học Mõm. Học Mõm chính thức tôi sẽ cho lên mốc danh kim cương, vì ngày hôm nay Học Mõm thi đấu quá là xuất sắc rồi. Và thắng liên tiếp rất nhiều trận thi đấu trong ngày hôm nay. Còn đây sẽ là trận thi đấu các bạn sẽ bắn bất kỳ một cây súng gì, MP và shotgun. Kèo thi đấu tự do đến từ hai tuyển thủ dân chơi phố núi. Một người chơi là công tử phố núi Gia Lai, Hùng Akira. Đầu bên kia Học Mõm là dân chơi đất Bắc. Em đến từ khu vực nào nhỉ? Thái Bình. Vâng, Thái Bình là đất ăn chơi hai tay sọt tung hoành khắp nơi. Nãy giờ tôi nói phét thôi chứ tôi chả biết em ở đâu đâu. Ôi trời ơi. Nói là bắn tự do nhưng Hùng Akira bắn ăn sót chất lượng. Không thể nào thay đổi được. Chúng ta cần phải luyện tập trong một tuần để quay trở lại giải đấu nếu các bạn bắn thua. Và các bạn cổ vũ cho ai? Vâng, anh em cổ vũ cho ai? Và hai ván trước chúng ta cổ vũ cho Học Mõm rồi. Ván này thì Việt thắng. Tôi thấy tôi sợ Hùng Akira thua nên tôi cổ vũ cho Hùng Akira. Còn anh em cổ vũ hết cho Học Mõm đi. Ván này là tôi cổ vũ cho Hùng Akira. Bao nhiêu bạn cổ vũ cho Học Mõm nào? Kèo này căng nhá, căng nhá. Ái chà chà, một tình huống lọt kèo, Học Mõm bị cấu máu. Vâng, Học Mõm bị cấu máu khá đau. TK Sói từ từ nhá, tí để anh xem như nào. Rồi anh sẽ hú vào, cứ ở ngoài thôi. Rồi căng quá. Hùng Akira cầm MP40, Học Mõm cầm shotgun để chơi one shot rồi. Học Mõm tính chơi one shot với Hùng Akira là một kèo sai. Hùng Akira đang cầm cả con Capella đúng không các bạn? Con có cái chân gì kìa, đôi giò cái là của con Capella đúng không? Vâng, con này để mang vào đây để làm gì anh em? Anh em nào biết bí mật chia sẻ cho tôi, hay là Hùng Akira mang nhầm? Mang nhầm à? Bên này thì Học Mõm mang đúng combo rồi. Combo này của Học Mõm thì chúng ta nhìn không lệch vào đâu, cực kỳ là quen thuộc. Con kia con Kelly tiên chớp thì phải. Bên này thì chưa tìm được góc bắn, hai ông thủ kỹ đẩy vào này. Học Mõm lại mất đi cho mình thêm một lượng máu nữa. 18 máu lại bị cấu đi. Chạm mặt giang hồ và lại là Hùng Akira, một tình huống kéo tâm. Và đó là headshot. Hay quá, em thắng lắm. Và chúng tôi đang muốn để cho Hùng Akira giữ sức và giữ tay. Hôm nay vào luyện tay càng tốt. Đến ngày thứ 5 Hùng Akira lại cân 4 tiếp. Và sẽ có những trận thi đấu chạm mặt giang hồ. Rồi xong. Hùng Akira khả năng solo 1-3 rất đỉnh cao rồi anh em. Đấy, trong giải thi đấu của chúng ta thì chỉ có duy nhất 3 người nằm ở trên mốc danh huyền thoại mà thôi. ZB, Lê Bình, Hùng Akira là những người nằm ở danh huyền thoại. Nhưng mà đánh giá về cái đầu óc và khả năng di chuyển rất tốt và tính toán đến từ Hùng Akira. Lê Bình là người chơi có khả năng kéo tâm cực kỳ đỉnh cao. ZB thì chờ đến ngày thứ 5 này chúng ta mới có thể chốt hạ lại được. Giảm độ giật của súng à? À, tôi thấy các bạn cho tôi một cái bí kíp, đó là mang con Capella vào để giảm độ giật của súng. À, được quá nhở. Được đấy. Hùng Akira đang cầm cho mình là M1014 rồi. Ở bên này thì Học Mõm quyết định là không chơi MP. Dường như MP không phải là cái súng sở trường của Học Mõm anh em ạ. Học Mõm vẫn quyết định là chơi M1014 ở trong hai ván thi đấu. Phải chăng là không đủ tiền mua? Rồi đứng cuốn máu chạy ngược ra bò. Ui, Học Mõm chết bò trong pha vừa rồi, hơi đáng tiếc. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu, round thi đấu thứ tư. Và bây giờ thì Hùng Akira sẽ chủ công trong tình huống này. Học Mõm thủ ở trên khu vực nhà kho trên. Học Mõm vẫn cầm M1014, một cái súng trung thành. Và ngay lập tức một tình huống nhả sát thương tốt. Hùng Akira thì còn lại cho mình 20 máu, bây giờ phải cuốn máu rồi. Bên ngoài này Học Mõm cầm M1014, dường như đây là cái súng sở trường của Học Mõm. Học Mõm cầm M1014, ghê đó các bạn. Ghê nha, anh chàng này dường như là thần M1014 rồi. Phải chăng là đệ tử chân truyền của bác Gấu là phải như thế? Khả năng solo tự do của Hùng Akira được khẳng định qua rất nhiều những giải thi đấu rồi. Riêng mà solo tự do thì đối đầu với Hùng Akira là một trong những kèo thi đấu các bạn thực sự cần phải đề phòng rất nhiều. Hai người đấu với Hùng Akira còn khó chứ đừng nói gì là 1-1. Và đây là một kèo thi đấu rất chật vật cho Học Mõm. Mặc dù là Học Mõm ngày hôm nay mới là lần đầu tới với giải thôi, nhưng em đã thắng được 2 trận rồi. Một trong những cái điều đáng mừng
những người khác và như Hùng Akira, bất kỳ bạn nào họ đều chơi từ mùa 1 cơ. Họ chơi từ mùa 1, họ chơi từ tháng trước rồi. Hay quá. Ui, ai bảo Hùng Akira không biết bắn one shot nào và tỷ số là 4-0. Bạn thôi. Thêm được 2 bạn. Chưa thêm được nhiều. Nên là cần phải tìm các bạn vào. Rồi chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 5. Và đó là một tình huống rút ngắn tỷ số đến từ vị trí học mõm. Và tỷ số là 1-4. Hay quá em ơi. Và bong keo chú rắn nhìn rất to và nhìn rất oai. Nhìn thấy cái bong keo này nhìn rất ớn luôn anh em. Ngoài đời mà nhìn thấy cái con này chắc là đái ra quần luôn. Bây giờ thì học mõm cầm mà ui. Ngay lập tức đi học mõm hẹo rồi. Đây là tự do thi đấu giao lưu. Chúng ta bắn tự do đó, bình tĩnh, bắn cẩn thận. Cùng Akira nói chung là cáo già lắm em ạ. Chùm cuối đấy, anh nói là chùm cuối nó không sai đâu. Chùm cuối nó có cái điều gì đó nó luôn là đúng thôi. Để mà khuất phục được Hùng Akira phải là một trong những cái tuyển thủ phải thao tác gọi là điên khùng. Các bạn chạm mặt, đây là Hùng Akira, tôi nghĩ rằng đang bật cho mình đâu đó tầm khoảng 70% khả năng thi đấu thôi. Học mõm mà thắng được kèo thi đấu này thì ngày hôm sau học mõm bước vào giải thi đấu nó sẽ đỡ bị áp lực hơn. Đỡ bị áp lực hơn rất nhiều. Hùng Akira đã phải quấn bình máu đầu tiên rồi. Ở bên này thì học mõm vẫn còn nguyên 2 bình. Khả năng quan sát của học mõm là tôi ghi nhận. Học mõm quan sát rất hay, đặc biệt là cây vào 1014. Không tìm được góc bắn đâu. Học mõm gặp kèo đấu thủ như này căng. Gặp ngay một người chơi lẩn, hệ người chơi hệ lẩn, lẩn như trạch đến từ với Hùng. Không tìm được góc nào, không biết rằng là Hùng Akira đang ở đâu. Ông bây giờ nhìn thấy rồi, ăn một phát 4x7. Rất đau. 28 máu bị cấu đi đến từ vị trí của học mõm. Rồi bây giờ Hùng Akira đang... Ui, bị trả lại 51 máu rồi. Đó là một tình huống bắn vào mũ. Nhưng mà mũ của Hùng Akira đâu ạ? Vẫn còn nguyên. À không, chính xác hơn là mất một nửa mũ rồi. Mất cái trỏ mũ dành cho Hùng Akira. Máu Hùng Akira còn lại một bình. Thêm một tình huống muốn one shot. Một pha bịt kèo rất khó chịu. Và thêm một phát nữa. Thôi bắn khéo quá. Hùng Akira ngày hôm nay rất là tuyệt vời khi mà lần đầu được vào giải. Nhưng mà bắn được tận 3 trận. 3 trận thi đấu. Thắng 2 trận và 1 trận thi đấu được giao lưu với Hùng Akira ngay lập tức thì chắc chắn là ngày thiếu thứ 5 học mõm sẽ có thể thi đấu tốt hơn. Thêm một tình huống vô tầm. Ôi, đó là one shot đến từ vị học mõm. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng Hùng Akira mới đang bắn bật khoảng 70%, 70% công lực tầm đấy. Và trận thi đấu này thì mình cổ vũ, các bạn thấy không, khả năng tiên đoán và chọn người của tôi cực kỳ chuẩn xác. Chọn Hùng Akira cái là đúng Hùng Akira ngay. Trận này chắc ai chọn được càng. Nhưng mà biết đâu học mõm lật được kèo này thì hơi bị khủng đấy. Chúng ta cần cho học mõm cái khoảng thời gian nhất định. Vì học mõm là ngày đầu tiên tới với giải thôi. 75 máu bị cấu rồi. Úi giời ơi, cuốn máu học ơi. Cuốn máu em ơi, đừng để bị cuốn theo khả năng giao tranh của Hùng Akira. Cuốn máu em, để Chrono một chim mồi. Cuốn máu. Chào anh bình luận đẹp trai. Chào em nhá. Ôi bạn Chopper TV fake à. Hai người chơi này đều bán PC cho anh em. Cả hai người đều sử dụng cho mình đó là PC. Ở khu vực sân cực kỳ thoáng nhưng mà góc thủ rất chắc và để tìm được góc bắn thì rất khó. Đường kèo rất nhiều các dân chơi. Ui giời ơi, đau quá, lại là quá đau đi. Tút ra đằng sau đến từ Hùng Akira rồi. Học mõm chơi cũng rất chắc nha các bạn. Nói thế thôi chứ học mõm bắn rất chắc luôn. Trận đấu cực kỳ căng đến từ hai người chơi. Cuốn máu rồi. Dường như vừa mới vào giải nhưng mà học mõm cái khả năng học luật của học mõm rất tốt. Vâng, mình gửi cho học mõm luật và hiểu luật luôn. Đó là phải quấn máu kỹ một tình huống quan sát tốt. Tí nữa mà kéo nhẹ thêm một tí thôi là Hùng Akira đi. Và Hùng Akira cũng hoảng hồn, còn một bình máu thôi. Học mõm pha vừa rồi kéo tâm rất tốt. Đó là một tình huống quan sát mà chưa đủ lượng đam để vận tiễn Hùng Akira lên đường. Hùng Akira đã hồi đủ lượng máu bằng học mõm. Ôi hay, cực kỳ chắc và sân nhà cho học mõm. Hùng Akira sẽ chủ công round thi đấu thứ 10. Tỷ số là 6-3. Một trận nữa thôi là Hùng sẽ thắng. Nhưng mà bây giờ học mõm đang bắt đầu phải chạy hát và bật hết khả năng thi đấu của mình. Bây giờ học mõm mà có chủ công nhiều lên cũng khó. Bây giờ học mõm chỉ có thể tìm góc sơ hở của Hùng thôi. Học mõm không muốn xuống dưới khu vực sân nhà của Hùng. Học mõm đang lên trên khu vực sân có nhiều những cái ô tô đổ nát ở đây rồi. Rồi quyết định là di chuyển xuống. Di chuyển xuống đến từ vị trí học bom. Hùng Akira đang lẩn như chạy. Ôi giời ơi, xỉa lưng rất đau. Học móm luôn có những tình huống chạy và quay lưng lại. Đấy là một trong những pha, đấy là một trong những cái các bạn nên tránh. Các bạn nên bỏ những cái tình huống như thế.
các bạn thấy những tuyển thủ người ta rút lui về sau, người ta sẽ những người nào người ta tinh á, người ta sẽ vừa lùi vừa nhả keo để có thể quan sát được đối thủ của mình ở đâu. Học mõm là hay bị vấp vào một cái thao tác, đó là chạy thẳng ra phía sau, em sẽ không nhìn được sau lưng mình có gì. Vâng, đấy các bạn nhìn thấy không, học mõm đấy lại dính một viên này. Học mõm chuyên môn là chạy thẳng ra đằng sau. Việt Thắng nhìn cái biết ngay. Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Mình sẽ đưa cái này vào một trong những cái gọi là cẩm nang cho các bạn học one shot. Đó, chúng ta sẽ bỏ những tình huống như thế. Và bây giờ Hùng Akira lên trên khu vực sân trên. Học mõm bắt đầu di chuyển vào. Lượng máu của em là tầm 170-180. Hùng Akira full cây và chưa phải hồi bất kỳ một cái lượng máu nào cả. Mũ giáp còn nguyên. Học mõm bắt đầu bên này thì bắt đầu bật Kono. Muốn di chuyển vào tìm góc bắn rất khó ở đây. Vần nhau rất nhiều nhưng không có góc để bắn. Nhảy qua nhau rồi nhưng chỉ là bước qua đời nhau mà thôi. Vướng cái ô tô không thể bắn được. Hùng Akira đang muốn di chuyển lên bên trên, sẽ có lợi thế bắn ở góc cao. Trong khi đó thì học mõm cũng như thế. Và ngay lập tức là một tình huống bắn nét sắt. Học mõm đang có một pha rút ngắn tỷ số, tức là 4-6 rồi. Sân nhà cho Hùng ở trong khu vực càng lớn. Ở đầu bên này học mõm sẽ công lên. Bây giờ thì học mõm có thể bình tĩnh là được rồi. Kèo này rất hay các bạn ạ. Kèo thi đấu này rất hay. Hùng Akira và học mõm đang chạm mặt nhau. Rồi, thấy rồi. Các bạn có thể thấy được rằng những quả keo đặt ra rất chắc. Có góc để bắn này, 18 máu, đấy là MP40. Vâng, một viên trúng Hùng Akira rồi. Học mõm lại bị cấu đi 18 máu. Hùng Akira đang muốn sử dụng những cây MP40 thay vì những cây shotgun. Anh chàng học mõm này sử dụng one shot bằng những cây shotgun rất chất lượng luôn. Và cũng kèm thêm một cây, đó là MP40 kẹp vào đây để có thể hết đạn là sử dụng luôn. Hai người chơi rất ít những góc hở để có thể đối phương có thể tìm được góc bắn. Các bạn có thể nhìn thấy rằng ở những người chơi ở level cao hơn, họ di chuyển cực kỳ kỹ. Nhìn thấy góc keo để bắn khó, rất khó luôn. Đấy, lại ra keo, học mõm còn một nửa máu. Học mõm rất hay bật Kono và sau đó là cuốn máu. Tại sao học mõm không dùng Kono để chim mồi? Học mõm chắc chắn là không muốn nó đứng trong Kono để bắn ra. Và bởi vì thế thì học mõm muốn chơi những tình huống fair play. Hùng Akira cũng thế, luôn bật Kono để chạy. Hùng Akira chạy điên cuồng và tìm góc bắn. Và tỷ số là 7-4. Hay quá. Rất hay dành cho Hùng Akira. Các bạn ơi, Việt Thắng bình luận rất nhiệt huyết và cổ họng rất đau để có những trận đấu hay. Vì thế các bạn đừng tiếc gì một like và share. Cuối cùng thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp Việt Thắng có động lực nha.